điều. Thứ nhất, chắc chắn phải chết, không ai không chết, chắc chắn là phải chết. Thứ nhì, chết không biết lúc nào. Phật dạy chết không biết lúc nào, ngoại trừ chứng A-la-hán rồi thì mới biết là mình chết lúc nào thôi. Còn á, chưa chứng cái gì hết thì chắc chắn là không biết. Và cũng không ai giúp cho mình thoát ra được cái chết hết á. Cái thứ ba, Đức Phật dạy như thế này. Ngoài cái nghiệp ra không có mang theo được cái gì hết á, nghiệp thiện, nghiệp ác thôi. Tài sản của cái vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, cái thân này cũng bỏ, không mang theo được cái gì hết. Ba điều, thứ nhất, chắc chắn phải chết. Thứ nhì, chết không biết lúc nào. Thứ ba, chết chỉ mang theo cái nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác, mang theo thôi. Mang theo tới chân trời góc biển, mình đi đâu nó cũng đi theo. Thực sự ra cái nghiệp là cái người yêu thân thích nhất với mình, gắn bó nhất với mình, hết kiếp này tới kiếp khác. Không có người yêu nào mà như cái nghiệp hết á, phải không quý vị? Nghiệp nó đi theo. Thế tu như thế nào đây? Hôm rày á, sư thấy sư đưa giáo lý nhiều, có nhiều vị than với sư, nói khó quá, nhai không nổi, nuốt không trôi. Thôi bữa nay sư kể chuyện ha, cho quý vị dễ hiểu một chút. Đức Phật cũng nói ngay cả những bậc thánh tăng, đôi khi Đức Phật cũng phải dùng thí dụ thì người ta mới hiểu nổi. Tại vì cái Phật Pháp rất là nhiệm màu thâm sâu lắm, tùy giai cấp, tùy trình độ để hiểu một vấn đề, hiểu một lời dạy của Phật theo nhiều cách khác nhau, không có, nó không có giống nhau đâu. Chuyện như thế này, chuyện đó là có bốn loài ngựa. Một hôm á, Đức Phật tới thăm một cái ông nài ngựa, tức là ông chuyên môn huấn luyện ngựa đó quý vị, chứ không phải nuôi đâu, nuôi mà huấn luyện luôn. Thế thì Đức Phật mới nói, này hiền giả, trong số ngựa của ngươi có mấy loại? Nài ngựa nên bạch Đức Thế Tôn, ngựa của con có bốn loại. Đức Phật nói cho ta nghe đi. Thế thì ông nài ngựa ông mới nói, nên bạch Đức Thế Tôn, loại ngựa thứ nhất ấy, là chiến mã, tức là nó rất là thuần thục, nó chỉ cần nhìn cái bóng roi thôi ở dưới đất ấy, nó thấy cái roi, mà cái bóng của cái roi rớt dưới đất là nó biết nó phải chạy như thế nào, chạy nhanh, chạy chậm, chạy trái, chạy phải, nó biết hết à. Nó rất là giỏi, gọi là ngựa chiến mã. Và ngựa chiến mã thì nó đi theo cái người chủ như là một. Trong chiến trận, cái ông tướng ông muốn múa tới múa lui là tự động con ngựa nó chạy tới chạy lui, hay lắm, đi rất chuẩn xác, không có sai. Ông muốn đi tới là nó phóng tới, ông muốn đi lui là nó phóng lui, nó rất hiểu ý ông. Chiến tranh mà, hồi xưa người ta múa kiếm mà đánh đao này kia, mà nếu mà con ngựa nó chạy tầm bậy thì là ông tướng bị đâm liền. Gọi là chiến mã rất là thuần thục, nó hiểu ý chủ, tới lui ngang dọc nhanh chậm nó đều biết hết. Loại ngựa thứ nhì là loại ngựa phải dạy dỗ đó nó mới biết đi, chứ nó không như cái loại chiến mã. Phải dạy vỗ bên trái cái nó đi bên trái, vỗ bên mặt, lấy cái tay vỗ vào cổ nó đó, bên trái cái nó chạy bên trái, vỗ bên mặt chạy bên mặt, lâu ngày nó thuần thục rồi nó mới hiểu được. Hệ vỗ bên trái cái tự động chạy trái, mà vỗ hai cái là chạy nhanh, thí dụ vậy đó. Vỗ hai ba cái nhanh nhanh đó là nó chạy nhanh, mà vỗ chậm chậm nó chạy chậm chậm, tức là phải dạy nó mới biết, không dạy nó không biết. Đấy, loại ngựa thứ nhì.
dạy mà hồi á, nếu nó nghe lời nó thuần thục nó có thể làm được việc. Loại ngựa thứ ba dạy không được, nó không nghe, phải lấy cái chân đó. Thường thường mấy chân nải ngựa đó, người ta ở cái mũi mũi chân đó, mũi 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 giày á, người ta làm cái nhọn bằng sắt, thay vì là cái giày nó bằng bằng da thì ông phải làm thêm cái mũi sắt nữa nhọn, để làm chi? Ông thúc vào trong cái hông con ngựa đó, lấy cái chân thúc vào hông con ngựa nó đau nó mới chạy, không đau nó không chạy, không đau nó ù lì nó không chạy. Cho nên phải lấy cái roi đánh đó, lấy cái chân thúc vào hông đó, nó mới nghe lời. Đấy, loại ngựa thứ ba, tức là phải đánh roi và lấy cái chân có mũi nhọn thúc vào hông đó cho nó đau nó mới chịu, nó mới trở thành con ngựa hữu dụng được. Quân tập như vậy. Còn cái loại ngựa thứ tư, ông này ngựa ông nói con có dạy nó cách gì nó cũng không nghe, đánh cũng không được, thúc cũng không được, nó ù lì nó không có chịu nghe, nó làm theo ý nó. Thế Đức Thế Tôn mới cười, ngài hỏi vậy chứ nhà ngươi đối xử với cái con loại thứ tư, con ngựa loại thứ tư nhà ngươi đối xử như thế nào? Ông này ngựa ông nói bạch Đức Thế Tôn, giết bỏ, tại nó không làm gì được hết á, nó không hữu dụng thì thôi giết làm thịt, lấy thịt nó cũng còn hữu dụng, nó còn ăn được. Còn nó là dạy nó cách gì cũng được, dạy rồi thúc rồi đánh rồi đập nó cũng ù lì, nó không nghe, cho nên giết bỏ. Thế rồi ông này ngựa ông mới tò mò, nhân cơ hội đó ông mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, vậy chứ tăng chúng của ngài có mấy loại? Đức Thế Tôn nói tăng chúng của ta nó cũng có bốn loại. Đấy, có bốn loại. Thế ngài ông này ngựa ông mới nói bạch Đức Thế Tôn, xin ngài kể cho con nghe. Đức Thế Tôn rất hoan hỷ, ngài mới nói cái loại thứ nhất á là nó thuần thục, ta chỉ cần giơ một ngón tay hay ta nói một điều gì đó là tự động nó biết à. Ta nói đây là khổ, nó sợ cái khổ của sanh tử luân hồi, nó ráng nó tu, nó miên mật nó tu, nó thành tựu. Ta nói đây là khổ, ta nói rằng đây là khổ vì sự chấp thủ của năm uẩn là khổ, sẽ tái sinh. Nó nghe nó biết nó buông liền, nó không có chấp thủ năm uẩn. Ta nói ghê sợ tội lỗi tàm quý sám hối, ghê sợ tội lỗi tránh xa các pháp bất thiện. Nó nghe nó biết liền, nó biết đó là cái con đường dẫn tới tái sinh. Không cần nói nhiều, chỉ cần vài ba chữ hay có nhiều khi dơ ra dấu hiệu. Giống là Đức Thế Tôn cầm cái bông sen á, cầm cái bông đưa lên á, thì ở trong hội chúng im lặng, chỉ có ngài Ca Diếp mỉm cười. Mà Đức Thế Tôn truyền y bát lại cho ngài Ca Diếp. Loại thượng thủ á, trong đó có ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, toàn là những bậc thượng thủ. Chỉ cần Đức Thế Tôn nói một câu thôi, nghe cái biết là giác ngộ, giải thoát. Đó là bậc thượng thủ, là loại thứ nhất. Loại thứ nhì là ta phải dạy dỗ, ta lấy giáo, giáo pháp. Ta nói như thế này là thiện, như thế này là bất thiện. Này các chư tỳ khưu, mắt bốc cháy, nhãn xúc bốc cháy, sắc pháp bốc cháy, nhãn thức bốc cháy, các cảm thọ sinh ra nơi nhãn xúc bốc cháy. Ta phải lấy giáo pháp ra ta dạy. Ta nói lửa đây, lửa này mắt này tai này mũi lưỡi này thân, lửa tham lửa sân lửa si, già ưu bi khổ phiền não.
ta lấy giáo pháp ra ta dạy, và tăng chúng nghe tu tập, siêng năng tu tập theo lời ta tu tập đều thành tựu. Đó là loại tăng thứ nhì, nghe lời Phật, thực hành, trải nghiệm, kiểm soát, rồi tinh tấn, siêng năng thực hành những lời Phật dạy thành tựu. Đó là loại tăng thứ nhì. Loại tăng thứ ba, Đức Phật nói, ta nói giáo pháp nó không hiểu, nó ù lì, nó vẫn phạm, ta phải lấy giới răn đe, trừng trị, la rầy, mắng mỏ. Cũng có những người Bà La Môn lại Đức Phật phải mắng mà. Này kẻ không có giáo dục kia ơi, này kẻ vô giáo dục kia ơi, nói theo ngôn ngữ bình dân á, là đồ mất dạy. Đức Phật phải nói thôi. Đức Phật nói này kẻ vô giáo dục kia ơi. Vô giáo dục là gì quý vị? Là mất dạy, có gì đâu. Nói theo ngôn ngữ bình dân á, sư thấy mấy người bình dân á, đồ mất dạy. Thế, người ta mắng nhau hoài à. Thế nên đồ mất dạy. Thì Đức Thế Tôn nói văn hoa một chút. Này kẻ vô giáo dục kia ơi, tức là ngôn ngữ nó bằng nhau, chữ là đồ mất dạy, vô giáo dục tức là không có dạy, thế thôi. Nói giới không được, nói pháp không được, đánh không được, la không được, rầy không được, đôi khi phải nói nặng, rồi đôi khi phải nói nhẹ, rồi đôi khi phải biệt cấm. Chẳng hạn như 500 vị tỳ khưu tới gặp Đức Phật, xin định lễ Đức Phật, ồn ào Đức Phật đuổi. Đức Phật, các ông tu hành cái gì vậy? Đi đi, Như Lai không có tiếp. Bảo A Nan ra đuổi 500 ông ấy, và 500 ông ấy xấu hổ, bị đuổi xấu hổ, đi ra ngoài biển ngồi thiền. Không nói một câu nữa, đi ra ngoài biển ngồi thiền. Tu hành mà ồn ào, tâm lăng xăng, Đức Phật mắng, không xứng đáng là cái người tu hành. Đấy. Cho nên đôi khi dùng ngọt, dùng pháp, mà pháp không được thì dùng giới. Giới không được thì la rầy đuổi, đánh. Các tổ bên Trung Quốc nhiều lúc còn đạp cho anh đạp nữa. Mà như vậy sau này các đệ tử chứng đắc lạy tổ, nếu không nhờ cái đạp đó thì con cả đời con, cả vô vô lượng kiếp con vô minh, cứ trôi lăn trong ba cõi sau đường. Đấy. Cho nên cái người hành xử họ có cái tâm muốn cho đệ tử nó giỏi, thoát khỏi cảnh khổ. Cho nên á, các vị tổ mới đạp cho anh đạp, hay đánh cho gậy. Còn Đức Phật thì mắng. Này kẻ vô giáo dục kia ơi. Hả? Hết dạy nổi rồi. Này kẻ vô giáo dục kia ơi. Mắng là để cho nó sửa. Cho nên có những khi Đức Thế Tôn nói nhỏ nhẹ, có những khi Đức Thế Tôn rầy, rồi có những khi Đức Thế Tôn đuổi, đuổi người ta đi, không tiếp. Chẳng hạn như 500 vị tỳ khưu, Đức Thế Tôn kêu ngài A Nan nói, nó tu gì như chợ cá, đuổi, Như Lai không có tiếp. Đấy. Cho nên phải hiểu cái phương pháp mà Đức Phật dạy. Ngài làm với cái tâm từ. Thế rồi ông này ngựa, ông mới hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, còn có cái loại thứ tư. Tại Đức Phật nói có bốn loại tăng mà, mới kể có ba. Đức Phật nói loại thứ tư, dạy không được, giáo không được, giới cũng không luôn, nó ù lì,
nó ù lì, nó không nghe, dạy không được, lấy giới luật ra cũng không ăn thua gì. Cái ông này ngựa, ông mới bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, vậy thì ngài làm gì, ngài đối xử như thế nào đối với cái loại tăng thứ tư? Đức Phật nói giết bỏ, giết bỏ. Ông này ngựa ông ngạc nhiên, ông nói giới sát sanh không giết mà Đức Phật lại nói như thế. Đức Phật nói giết bỏ là bỏ đi, coi như nó chết rồi đừng quan tâm tới nó nữa, đừng nói tới nó nữa, nói vô ích, nói không được đâu, đừng có dính tới nó mà nó phiền não, nó đem rác cho ta, đem rác ở bên ngoài đem vào cái tâm ta làm chi. Nói thì nói với tâm từ nhưng mà nó không nghe thôi, dạy không được, giới cũng không, nó cũng phá giới. Điển hình là trường hợp ngài Tỳ Xá. Sau khi nghe Phật giảng xong, ông về ông nói con người ta chết có linh hồn, từ linh hồn nó đi đầu thai, mang cái linh hồn nó theo. Đức Phật sai ngài A Nan xuống nói, ông cũng không nghe, giải thích ông cũng không nghe. Đức Phật, chính Đức Phật và ngài A Nan, ngài Xá Lợi Phất cùng với nhau đi xuống dưới gặp, ông cũng không nghe. Đức Phật giải thích cho ông nghe, Như Lai không hề nói như thế, tại sao ngươi lại nói như thế? Nơi bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, ngài nói con hiểu, con hiểu lời ngài nói, nhưng bạch Đức Thế Tôn, con vẫn tin con người có linh hồn. Ông cãi Đức Phật vậy đó, con vẫn tin con người có linh hồn, Phật nói con hiểu, nhưng mà con vẫn tin con người có linh hồn. Đức Phật nói với tăng chúng, nói với ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan, thôi bỏ đi, đi về, không nói nữa, hết nói nổi rồi. Đấy, tăng chúng thời Đức Phật nó cũng vậy đó, chứ không phải không. Ngài Đề Bà Đạt Đa là anh em với Đức Phật đi tu, đắc tới tứ thiền bát định phi vi tưởng xứ, chứng được năm thần thông, có năm thần thông, đòi cướp ngôi của Phật. Phật nói ông chớ làm thế, mà ông bị đọa, cãi không nghe, rốt cuộc rớt xuống địa ngục. Muốn ám sát Phật, suối voi trắng uống rượu say rồi xa rồi là lăn đá xuống làm hại Phật đủ các thứ, không giết được Phật mà cuối cùng rớt xuống địa ngục. Phật nói không làm được, không cảm hóa nó được, cái nghiệp nó quá nặng, nó không nghe, nó không nghe thì sao, bỏ đi, đừng nói nữa. Đấy, thế thôi. Trong tăng chúng của Đức Phật có rất nhiều vị thượng thủ, Đức Phật rầy cái biết sám hối liền khóc. Chẳng hạn như ngài La Hầu La là con của Thái tử Tất Đạt Đa, trước khi ngài đi tu thì La Hầu La lúc gia nhập tăng đoàn mới có 7 tuổi, nhỏ nhất Sa Di, và vì còn nhỏ cho nên ngài ưa tinh nghịch, ưa nắm áo nắm y của mấy vị trưởng lão kéo kéo, muốn nói cái gì cái nắm kéo kéo, thay vì đứng trước mặt đó khoanh tay lại nói, không có nắm kéo kéo nói. Rồi đi thì đi khất thực, đi theo thì cũng ưa giỡn. Một bữa Đức Phật đó đến cái cốc của ngài La Hầu La, ngài La Hầu La thấy Đức Phật đến mừng lắm, đem cái chậu ra, chậu thau nước ra rửa chân cho Đức Phật, tại vì Đức Phật đi chân không không à, hồi xưa chư Phật chư Thánh Tăng đi chân không đầu trần không à, ba y bát đúng nghĩa vậy đó quý vị, đi chân không. Thế rồi ngài La Hầu La rửa chân cho Đức Phật. Và khi rửa chân xong, Đức Phật mới hỏi, này La Hầu La, cái nước này
sạch thì dơ. Nói nước bạch Đức Thế Tôn, nước đã dơ, nước dơ này còn dùng được việc gì không? Nói dạ thưa, nước đã dơ không dùng được việc gì. Đức Phật nói vậy thì đổ đi nhé. Đức Phật cầm cái thau hất cái nước ra ngoài đường. Nói này La Hầu La, người tu Phật cũng như thế. Nếu tu Phật mà không giữ giới nghiêm trì thì giống như cái nước này đã dơ, không còn hữu dụng được nữa, vứt nó đi. Sau khi hất nước đi xong, Đức Thế Tôn mới hỏi ngài La Hầu La, vậy cái thau này còn có thể đựng cơm được không? Ngài La Hầu La nói bạch Đức Thế Tôn, cái thau đã dơ, không thể đựng được cơm, không đựng được cái gì hết, tại vì nó đã dơ rồi. Đức Thế Tôn nói cũng như thế, cũng như thế. Người tu Phật mà không giữ giới thì nó giống như cái thau đã dơ, vô dụng, không ích lợi gì hết, không làm được cái gì hết. Thôi vứt đi nha. Thế rồi Đức Phật dùng cái thau đó quăng ra ngoài đường. Kinh thì có chỗ chép nói Đức Phật úp cái thau xuống, có kinh thì nói là quăng ra ngoài đường. Nhưng mà thôi đại khái cứ vứt đi đi. Đấy. Và ngài La Hầu La nghe Đức Phật nói như vậy, khóc, nước mắt rớt xuống. Tại vì quyết tâm tu mà. Cái người mà quyết tâm tu đó là tàm quý sám hối, sợ lắm, sợ tội lỗi lắm, sợ phạm. Cho nên nước mắt rớt như mưa, khóc với Đức Phật. Nên bạch Đức Thế Tôn, con xin sám hối, con biết cái lỗi của con. Con biết cái lỗi của con. Con đã phạm. Mà bạch Đức Thế Tôn, kể từ nay trở về sau, con xin phát nguyện không nói nữa. Tại vì ông ưa nói lên danh mấy ông trưởng lão phiền. Và thưa chư vị, người biết tàm quý sám hối đều thành tựu. Ngài giữ cái mật hạnh, tức là không nói nữa. Tu như đất, ai mắng chửi gì cũng không nói. Hoan hỷ tâm hoan hỷ. Và năm 19 tuổi, ngài chứng A-la-hán. 7 tuổi làm sa di, 19 tuổi chứng A-la-hán là bao nhiêu năm thưa chư vị? Tu 12 năm. 12 năm chứng A-la-hán. Và sau khi chứng A-la-hán xong, ngài lên bạch Phật lạy Phật. Nên bạch Đức Thế Tôn, cho phép con được nhập Niết Bàn. Ngài thấy đủ rồi. Thế gian này không có cái gì ràng buộc, không có cái gì đáng để cho ta phải ở lại. Cho nên ngài xin nhập Niết Bàn, tức là tịch diệt, chết á. Nói nhập Niết Bàn là chết. Tức là một vị A-la-hán, họ mới quyết định được cuộc đời của họ. Họ biết lúc nào chết, muốn chết lúc nào chết, muốn sống lúc nào sống à. Tại A-la-hán không còn vướng nữa mà, nó thần thông. Cho nên ngài chết. Ngài lên bạch với Phật, bạch Đức Thế Tôn, con xin nhập Niết Bàn. Đức Phật nói được, chấp nhận. Thế là ông nhập Niết Bàn. Thế những bài học có cho chúng ta biết cái gì đấy thưa chư vị? Có bốn loại tăng, có bốn loại ngựa, cũng như có bốn loại tăng. Loại tăng thứ nhất á, ghê sợ tội lỗi, tàm quý sám hối, luôn luôn cảnh tỉnh, nhìn vào bên trong, coi tâm mình có tham, có sân, có si hay không, để loại trừ. Đó là loại tăng thứ nhất. Loại tăng thứ nhì, phải giáo. Thế này là phải, thế này là trái. Này các chư tỳ khưu, các pháp đều cháy, đều bốc lửa. Mắt đều bốc lửa, sắc pháp là bốc lửa, nhãn xúc là bốc lửa, nhãn thức là bốc lửa, cảm thọ sinh ra nơi nhãn xúc là bốc lửa. Ta nói rằng sự bốc lửa ấy do tham sân si, lửa tham, lửa sân, lửa si, nơi mắt, nơi nhãn xúc, nơi nhãn thức, nơi nhãn thọ, cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ.
Lửa ấy là sanh già chết sầu ưu bi khổ ưu não. Đức Phật dạy rất rõ như vậy. Ngài tỉ mỉ, Ngài dạy từng chút, tức là lấy giáo pháp ra để dạy. Này các chư văn thánh đệ tử, vị nào thực hành thì đều thấy rõ. Đó là lửa ấy dẫn tới sanh tử luân hồi, và biết nó là sanh tử luân hồi cho nên nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Và hễ nhàm chán, ly tham, đoạn diệt thì mới giải thoát. Thế thì Đức Phật dạy trong bài kinh Lửa Cháy: Này các chư thiên văn thánh đệ tử, các ông phải nhận rõ, lửa bốc cháy nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, lưỡi, nơi thân, nơi ý. Lửa ấy lửa tham, lửa sân, lửa si. Và lửa ấy dẫn tới sanh già chết sầu ưu bi khổ ưu não, sanh tử luân hồi. Và vì nhận rõ nó chỉ là lửa, tham đắm ở nơi ấy, sanh tử luân hồi, cho nên nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, rồi mới giải thoát. Hễ còn tham đắm nơi cảnh trần, nơi sắc pháp thì còn tái sanh, còn khổ. Thưa chư vị, bốn loại tăng là như vậy đấy. Loại tăng thứ nhất, kê sợ tội lỗi, tạm quý, sám hối, không cần nói nhiều, lo tu, lo quán chiếu bên trong, không lo bên ngoài. Đó là loại thứ nhất, mong cầu sự giải thoát, kê sợ, biết rằng còn sống là còn luân hồi, cho nên muốn chấm dứt sự luân hồi ấy. Loại thứ nhì, Đức Phật phải dùng giáo pháp, Đức Phật phải dạy. Đấy, trong bài kinh Lửa Cháy đấy, lửa cháy nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, lưỡi, nơi thân, tránh xa, tránh xa đi. Và trong ở bài kinh Pháp Hoa của bên Bắc Tông đó, cũng có cái ví dụ lửa cháy trong ngôi nhà, các con ra đi, lửa tham, lửa sân, lửa si đấy, nó cháy, nó sắp sập rồi, ra đi. Loại thứ nhì á, Đức Phật phải dùng giáo pháp, tại nó không hiểu, nó không sợ cái khổ, nó không sợ tái sanh, nó không sợ kiếp sau làm chó, làm mèo hay làm ngạ quỷ súc sanh, nó không sợ, tại nó không biết. Cho nên á, phải dùng giáo pháp để nói thế đấy. Mà Đức Phật nói rành rẽ, nói mắt, tai, mũi, lửa cháy nơi mắt, nơi sắc pháp, nhãn xúc, nhãn thức, nhãn thọ, lửa ấy lửa tham, lửa sân, lửa si, nói rất rõ để cho chúng ta tu. Đấy, loại thứ ba, thưa chư vị, Đức Phật phải lấy giới. Nó không được sát sanh, tại vì sát sanh gây đau khổ cho người khác. Không những không sát sanh mà lại phải phóng sanh, đó, bảo vệ mạng sống của người khác, của sinh linh khác. Không trộm cắp, không lấy của không cho, để diệt trừ cái tánh tham. Thứ nhất, gây xáo trộn trong xã hội. Của người ta mà mình lấy thì đương nhiên là có xáo trộn. Không lấy của không cho. Và ngay cả khi người ta cho nhưng mà mình đã có rồi cũng không lấy nữa, nó thì dư à, tôi không lấy. Tu học như vậy đó, tức là không tham. Không những không lấy của không cho, mà còn đem của mình đem cho người khác, để diệt trừ cái tham. Tại sao Đức Phật nói trong bài kinh Lửa Cháy, nên mắt, tai, mũi tất cả đều bốc cháy, nó còn năng lượng. Mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là cái gì quý vị?
Mắt tai mũi lưỡi thân ý là cái gì? Là cái thân này nè, là cái sự hiện hữu của chúng ta nè. Từ đầu tới chân, mắt tai mũi lưỡi thân ý chứ có gì đâu, nó gom lại hết có nguyên cái thân này. Mà nếu chúng ta không thấy lửa cháy ở nơi những cái ấy, tiếp tục tái sanh đó quý vị. Còn ưa thích cái thân thì đương nhiên là ái ngã, thân kiến còn, tiếp tục tái sanh, cảm giác dục lạc. Ưa thích ăn ngủ là hai cái chính, tức là mình đang tu theo cảm giác, cảm thọ đấy, xúc thọ. Rồi có phiền não, mà nếu nhận chân được thì mới bỏ được. Loại thứ ba đó là phải lấy giới răn đe. Cũng như trong tuệ tâm nó không được ăn phi thời, không được sử dụng điện thoại, vân 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 vân, rất nhiều thứ đừng làm. Để làm chi? Để đừng có dính mắc. Nhưng mà nó khó lắm quý vị. Nói đừng làm thì người ta oán sư, nói sư khó quá, không cho con ăn, đói bụng run. Run thì đừng tu, ai bắt tu đâu, phải không quý vị? Rồi nói con thích ngủ thì cứ ngủ, đừng có tu, có ai bắt tu đâu. Muốn sanh tử luân hồi thì cứ ngủ, cứ ăn. Còn muốn giải thoát thì giới luật của Phật quy định vậy đó. Nếu mình muốn giải thoát, không ai ép hết á, Phật không có ép ai hết. Phật nói rất rõ rồi đó, giới giúp cho người ta đi qua sông mê, giống như bè, mà nếu không nhảy xuống bè đi qua thì thua, ở bên đây hoài. Cho nên người tu tập phải giữ giới thôi, không ăn phi thời, để chế ngự cái thèm. Mà chính cái thèm á, là cái ngã, là thân kiến tái sinh. Đấy. Học cao cấp phải thấy được cái điều đó, biết tạm quý thân này đã khổ rồi, mà chỉ vì miếng ăn mà làm cho mình tái sanh. Vậy thì ta hạn chế cái ăn. Một bữa mà quý vị ăn đầy đủ dinh dưỡng á, như chư tăng á, ăn có một bữa thì huề thôi, không có thua gì hết á. Hai ba ngày sau còn chưa muốn ăn nữa, mà ăn bữa dinh dưỡng mà đầy đủ chất lượng, hai ngày sau không muốn ăn, nó không có nhu cầu. Cái gì làm cho tâm quen ăn? Thèm. Mà chính cái thèm ấy, tức là lửa đây, thưa chư vị, lửa đó lửa tham á. Thèm là tham, là lửa tham. Lửa tham nơi lưỡi, lửa tham nơi mắt, lửa tham nơi mũi. Chính ba cái đó, lửa ấy làm cho ta muốn ăn, thèm ăn, và ta ăn. Đấy, có nhiều thôi. Và ăn nữa thì tiếp tục tái sanh. Rất đơn giản. Cho nên khi tu tập, ta phải hiểu bốn loại tăng mà Đức Phật dạy, là nói theo ngoài đời á, nhìn thấy rất rõ, là bốn loại tăng. Có loại giáo dục được, có loại không giáo dục được. Loại không giáo dục được bỏ. Tuệ tâm đây cũng mời tiễn vong, mời đi một số rồi, chứ không phải không, không tu. Tới đó, ngã mạn, cống cao, rồi nghĩ rằng mình biết nhiều, hóng hết. Như sư chỉ nói, thôi quý ngài làm ơn, làm phước tha cho con, quý ngài đi kiếm chỗ khác giùm, chỗ này không có thích hợp với quý ngài đâu. Cái gì quý ngài cũng biết hết à, thôi quý ngài đi kiếm chỗ khác giùm đi, tha cho con nhờ, tiễn vong tiễn đi hết à. Còn mấy chỗ ở Thâm Sơn Cùng Cốc á, chẳng hạn như núi Dinh hay là ở trên Bảo Lộc, có những ông sư ông ở trên núi của mình á, không ai tới. Ông ở trong hang động nhập thất đó, không ai tới. Toàn là những bậc chân tu á, người ta không thích. Tại vì ta thích cảm giác dục lạc, con mắt nó nhìn nó vui,
nó mới tới. Cái tai nghe vui mới tới. Tới rồi cãi cọ chị em này kia xào xáo. Thích vậy đó. Chứ còn mà tới để tu để giải thoát thì hiếm lắm. Cho nên cũng không lấy gì gì làm lạ. Thế thì cái loại thứ tư á, giáo pháp không được, giới không được thì thôi tiễn đi thôi. Mà nguyên tắc á, giống như quý vị nấu một cái nồi canh mà lỡ mà có một cái con sâu á mà nó rớt vô cái nồi canh thì sao thưa chư vị? Phải lấy cái muỗng múc nó vứt ra ngoài. Chứ không có nó sẽ làm hư cái nồi canh phải không? Nó vừa mới rớt cái lấy cái muỗng lớn đó múc một cái. Kể cả nước lèo nước gì đó hất ra ngoài. Chứ không có hư cái nồi canh. Tu tập cũng thế. Nếu có những người nó không chấp hành giới, không thực hành pháp, không quyết tâm tu tập thì thôi mình tiễn vong đi cho rồi, để cho người khác tu chứ phải không quý vị? Đời sống ngắn ngủi, ta đâu có thể nào phục vụ cho ai được hết. Chắc chắn phải chết, chết không biết lúc nào, và chết chỉ mang theo cái nghiệp. Thân ta phải lo chứ, phải không quý vị? Cho nên có những cái chuyện này chuyện kia đừng có phiền lòng. Ai muốn tu thì tu, tu ở nhà cũng được. Phật tại tâm mà, Phật ở tại cái thân này. Thân á, 10 niệm thiện thì đó là Phật. Mà 10 niệm bất thiện thì đó là ma. Ma cũng ta mà Phật cũng ta. Cầm cái chén lên mà biết rằng rõ ràng mình đang cầm chén, tại sao mình cầm, cầm như thế nào thì đó là giác, đó là biết. Còn nếu thấy đồ ăn ngon lập tức lấy cái chén rồi lo múc múc rồi lo ăn lo nhai mà không thấy cái cách tay mình cầm, nó cảm giác khi mình xúc chạm thì cái đó là súc sanh. Và thưa chư vị, tu theo kiểu súc sanh thì thành súc sanh thôi. Thế bốn loại tăng anh nói cho cái gì? Ở đây có vài vị tu sĩ sư nói luôn. Nếu quý vị thiết tha, bốn loại tăng nó nói là bốn loại tâm á. Cái tâm của chúng ta chứ không phải bên ngoài đâu. Cái tâm nó đã thuần thục rồi, điều phục được tâm rồi thì thấy là biết ngay cái đó là tội lỗi không làm. Thấy biết ngay cái đó là sanh tử luân hồi, cảm giác dục lạc không làm. Loại tâm thứ nhì á là luôn luôn phải nghe giáo pháp, nghe kinh, đọc kinh của Phật dạy rồi thực hành để huân tu cái tâm của mình, tâm tham, tâm sân, tâm si. Lửa cháy, lửa tham, lửa sân, lửa si là lửa nơi tâm á. Ta huân tu nó làm cho nó nguội đi. Đó. Bớt từ từ cho tới lúc vô tham, vô sân, vô si. Đó là loại thứ nhì, loại tâm thứ nhì. Loại tâm thứ ba phải lấy giới. Mình biết rằng mình ưa ham ăn chiều, lấy giới. Lấy giới thì sao? Dẹp đồ ăn luôn. Không có tích trữ cái gì để mà ăn buổi chiều hết đó. Lo ngồi thiền, hành thiền. Như vậy nó mới có lợi lạc. Tức là lấy giới ranh cái tâm. Lấy giới ranh cái tâm. Cái tâm thèm nó mới quan trọng. Tại vì cái tiếng Phạn về Ramani tức là con huân tu cái tâm con. Không ăn phi thời. Con huân tu cái tâm con. Con không ăn phi thời. Cái miệng nhai nó không quan trọng quý vị. Con mắt nhìn đồ ăn không quan trọng. Mà cái tâm thèm á, nó sẽ dẫn ta đi tái sanh. Cho nên ta huân tu cái tâm nó không thèm nữa. Thì lửa nó không có nữa. Lửa tham, lửa sân, lửa si nó không có nữa. Và nếu nó không có nữa thì thưa chư vị, quý vị ở đâu tu cũng được. Không có chỗ nào hơn chỗ nào đâu. Ở trong phòng ngủ quý vị tu cũng được. Mà ở chùa tu cũng được. Khác nhau cái gì? Nó cũng chỉ bốn vách tường thôi. Khác nhau ở chỗ cái tâm. Ta có tâm tu không? Đấy. Nó quan trọng ở cái chỗ cái tâm thôi. Cho nên quý vị, tu là tu tâm. Lăng xăng vô ích.
Không có chùa nào đưa tới sự giải thoát cho quý vị được. Không có Phật nào giải thoát cho quý vị được. Phật đã nói ta không giải nghiệp chúng sanh. Phật còn không giải nghiệp chúng sanh được thì có ai giỏi hơn Phật? Phải không quý vị? Và Đức Phật nói: tự các ngươi làm các ngươi ô nhiễm, tự các ngươi làm các ngươi thanh tịnh. Tự mình tu thôi. Đi đứng nằm ngồi đều tu, bốn pháp oai nghi đều tu, nhận biết rất rõ thân thọ tâm pháp. Đấy là tu. Đối cảnh có phiền não không? Thì đó là tu. Có nhiều đó, đơn giản lắm. Đấy. Tu là như vậy. Chứ không phải chùa này linh, chùa kia linh. Chẳng có chùa nào linh hết á. Chùa bằng gạch xi măng gì mà linh. Phật còn giải nghiệp chúng sanh thì ai giỏi hơn Phật? Mà hồi xưa đó, thưa chư vị, Đức Phật á, cái ông cấp cô độc á, ngài cất cái vườn kỳ viên cho Đức Phật. Mà Đức Phật đâu có ở đâu. Lâu lâu Đức Phật về đó thôi, hoặc là an cư về đó thôi. Còn đa phần Đức Phật đi hết à, đi hết làng này làng kia, đi chân đất, đầu trần, ba y bát đó, để hóa độ chúng sanh. Đấy, Phật vậy đó. Buông hết, không còn dính cái gì hết đó. Quý vị tu Phật, quý vị phải buông. Mà nhất là buông trong tâm á. Về Ramani, tức là con huân tu, cái tâm của con không có dính nữa. Cái tâm nó không dính mới là quan trọng. Đấy. Điều đó mới là tu. Thế thì tùy, muốn thoát ly sinh tử thì tu theo Phật, mà không muốn thoát ly sinh tử thì tu theo ngũ dục à, tài sắc danh thực thùy, ưa thích sắc thinh nương vị xúc pháp. Lửa cháy nơi mắt, sắc pháp cháy nơi mắt à, sắc là bốc cháy, mắt là bốc cháy, nhãn xúc là bốc cháy, nhãn thức là bốc cháy, cảm thọ nơi mắt là bốc cháy, lửa tham, lửa sân, lửa si. Phật lấy giáo pháp ra dạy cho chúng ta để chúng ta tu. Và bốn cái tâm của chúng ta đó, có những cái loại tâm nó ngủ ngầm, mà Đức Phật nói là cái loại ngựa thứ tư á, hay là cái loại tăng thứ tư á, dạy cái gì cũng được, tại vì nó ngủ ngầm chìm sâu dưới, lâu lâu nó bùng lên. Đấy, phải cẩn thận. Và đối với cái phương pháp để mà điều trị cái tâm á, thì Đức Phật có ví giống như là cái người mà muốn lấy một cái hạt dẻ. Quý vị biết hạt dẻ không? Nó cứng lắm không? Rất cứng mà quý vị. Làm sao lấy cái nhân bên trong ra? Sao nào? Đấy. Phải lấy búa. Lấy búa đập cái hạt dẻ nó mới vỡ ra, mới lấy được cái hạt bên trong, phải không quý vị? Y tu cũng vậy. Chúng ta phải chấp nhận. Lấy cái búa đập cái hạt dẻ, đập cái sự vô minh tham ái của mình, đập thật mạnh nó mới bể ra. Mà nếu có người nào có cái búa sẵn mà ta đập dùm mình, có phiền không quý vị? Có phiền không? Cái hạt dẻ của mình á, nó cứng lâu năm á, nó cứng khô lại. Vô minh tham ái dày đặc. Mà nếu có người nào họ thấy mình á, muốn ăn cái hạt dẻ, tức là muốn giải thoát, họ lấy cái búa, họ đập dùm cho vỡ cái hạt dẻ ra, mắng chửi mình, rồi răn đe mình, rồi lấy giới luật kèm kẹp mình, rồi hét vào lỗ tai mình, tức là lấy búa đó đập cho cái hạt nó vỡ ra, cho cái vỏ nó vỡ ra, rồi mới lấy được cái hạt bên trong. Mình mới thấy được rằng là mình vô minh, mình mới thấy được mình tham ái. Nhưng quý vị có giận người đó không? Chắc giận lắm phải không? Lấy búa đập cây vỏ cứng
cho nó vỡ ra để lấy cái hạt bên trong, bắt buộc không có cách nào khác hết á. Phật nói phải làm như thế thôi. Cái vỏ nó quá cứng, từ trong vô lượng kiếp nó vô minh tham ái, mà bây giờ nói ngọt nó đâu có ra, nó không có cần thua gì hết á. Phải lấy cái hạt đó ngâm nước cho nó mềm mềm, rồi lấy cái búa to đập nó xuống một cái, nó nhiều khi nó không có vỡ, nó lành mất tiêu. Đập 5-6 cái, đập thật mạnh tay, nhiều khi phải mắng chửi, nhiều khi phải la, nhiều khi phải rầy, nhiều khi phải cấm cản, để làm chi? Để cho nó mở, vỡ cái vỏ vô minh tham ái, để cho nó được giải thoát. Mà nếu nó không thích, nó phản đối thì sao? Thì thôi bỏ đi. Tức là loại thứ tư á, giết bỏ, không thèm nói nữa. Thế thôi, đơn giản quá phải không quý vị? Siêu bỏ cái búa, không làm nữa. Khỏi để cho quý vị có cái vỏ đó hoài. Cái hột đó nó nằm hoài, nó trôi lăn trong ba cõi sáu đường, trong vô lượng kiếp. Cho quý vị được vui vẻ nha. Sư nghĩ như vậy cũng tạm đủ ngày hôm nay. Sư hồi hướng luôn. Mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật, mọi chúng sanh có thân và tâm, mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, bậc thánh, người phàm, chư thiên, loài người, những ai không còn hạnh phúc, không có quan trái lẫn nhau, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc, hết khổ đau.